Thì cái bạn Toàn này á, là các bạn chị trước đây vô tình là chị có nhấn một cái like, cái trái tim, nhấn tim với thả tim cho bạn ở trong dịp sinh nhật của bạn, khi bạn post một cái post rất là dễ thương. Bạn ấy là người khuyết tật đó các bạn, nên là và nhân cái dịp này Tâm cũng nói chuyện sơ để trong FC mình các bạn phải để ý chuyện này nè. Thì chị mới hỏi, thì có một số bạn mới nói rằng là có một đợt là em Toàn viết cái status hay là cái gì đó không có dấu, không có dấu, thì có nhiều, rất là nhiều bạn vào thì comment thì nói là tại sao viết mà không có dấu, tại sao bạn này làm thế này kia, viết như vậy thì biết làm gì này kia. Thì á, cái này là cái điều mà các bạn hoàn toàn phải bỏ ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì mình phải biết được người ta có lý do gì đó thì người ta mới làm như vậy, chứ không ai mà tự nhiên đi làm vậy hết, đúng không? Hoặc là người ta không biết dấu hay là như nào là chuyện của người ta, thì mình cũng không nên là vào nói liền, xong cuối cùng phát hiện ra là bạn ấy không dùng tay để viết được. Các bạn biết là bạn ấy phải dùng mọi thao tác là bằng miệng, là các bạn phải biết rằng là mỗi người họ đều có một cái lý do riêng, nên là mình đừng bao giờ nhìn thấy cái sự việc như vậy mà mình đã vội phán xét người ta, hoặc là phải vội nói thế này thế kia. Các bạn phải hết sức để ý với cái hành động, lời nói của mình với cái người đối phương, hoặc là một người bạn, hay là một người nào đó, thì mình đừng có vội phán xét người ta liền ha. Cái thứ hai, là do là bạn Toàn là đang khó khăn trong cái việc mà vì bạn, mẹ bạn mới mất, bố bạn cũng đã mất, cho nên bạn ấy rất là cô đơn và có rất là không có ai phụ giúp ngoài một anh hàng xóm và một người chị. Hôm nay cái buổi live này là chị cũng muốn dành một cái khoảng thời gian để nói điều này, nếu FC của mình và bạn ấy đang bán hàng online, nhưng mà không phải là của bạn ấy, nhưng mà bạn ấy nếu bán được hàng thì bạn ấy mới có thu nhập. Thì không phải là hàng của bạn ấy bán đâu, mà người khác bỏ, hoặc là cái đó là cái gì chị nói là bạn cộng tác viên thôi các bạn, thì là các bạn đăng bài lên như vậy á. Thì nếu như bạn nào mà quan tâm á, thì các bạn vào xem cái trang của bạn Toàn ha. Trong FC mình chỉ nói là FC thôi, tại vì có thể là những anh chị, những khán giả đang xem mà khác không biết trong FC thì người ta sẽ không biết đâu. Nên là trong FC mình, nếu các bạn quan tâm thì vào trang bạn ấy xem, thì bạn ấy có bán những cái hàng gì á, thì chúng ta có thể mà thấy phù hợp thì chúng ta sẽ mua ủng hộ để bạn ấy có thể có cái thu nhập. Ngoài ra thì đương nhiên là chị đã nói là chị sẽ phụ giúp cho bạn ấy mãi luôn, đến khi nào mà bạn ấy hoàn toàn ổn định và tất cả mọi điều mà tốt nhất thì được. Vì đây là một trường hợp rất là đặc biệt các bạn, nên là Tâm mới đích thân nói và làm như vậy ha. Nên là giờ các bạn, chị nói qua như vậy nên FC mình để ý một tí xíu ha. Rồi các bạn nhớ hồi xưa mà có cái lần mà chị bị bệnh mà nói không được luôn không? Xong rồi mà giọng chị là bị giống như là thua luôn rồi đó. Thua luôn, không hát được nữa, mà có một số cái show mà chị phải buộc phải nhận á. Thì lúc đó giọng chị rất là ghê. Ghê kinh khủng khiếp. Hát xong là coi như là chịu không nổi luôn. Thì lúc đó có nhiều bạn cũng lên cũng nói là giọng chị hát ghê quá. Thì đúng là chị hát ghê thiệt, thì lúc đó là cái gì chị nói không ra được, hơi nữa mà, nhưng mà buộc phải hát. Thì sau đó thì các bạn mới biết là thời điểm đó chị bị rất là nặng về cái cổ họng của mình. Thì ý chị muốn nói rằng là mấy bạn đó sau đó thì cảm thấy là có lỗi với chị vì đã chê đồ này kia kiểu đồ ghê lắm, nhưng mà chị không có hề giận các bạn một chút xíu nào luôn. Nhưng mà chị chỉ muốn nhắc rằng là ai có một cái điều gì đó, họ cũng đều ở bên trong đều có cái vấn đề, nên chúng ta nên nhìn vào đó để mà thấy thương hơn. Hoặc là thậm chí như chị bình thường nha, chị đọc comment nha, chị thấy là cái comment này sao mà viết không đâu chỗ đâu cho người ta, khó hiểu ghê. Thế là chị thấy mình sẽ nghĩ ngay là cái này đây là có thể là người lớn tuổi họ viết, bởi vì đó là cái người lớn tuổi, họ sẽ không có viết giống như các bạn trẻ mà bập được, đúng không? Thì mình chỉ nghĩ như vậy, thì mình không sao cả, chứ không phải là họ không muốn viết như được như các bạn. Nên là bất kỳ một cái gì mà các bạn đọc qua, xem qua mà thấy mà cảm thấy kỳ là đừng có kỳ, là bởi vì thật ra thì họ đều có lý do của hết. Nên là chị mong là FC của mình chỉnh đốn lại tất cả những bạn nào mà cảm thấy mình đã có những cái điều gì mà mình chưa hay, thì mình sẽ làm lại cho hay. Rồi có những bạn nào mà mình cảm thấy là mình hay rồi, hay là như thế này kia, thì mình sẽ lại tiếp tục phát huy và truyền tải cái năng lượng đó đến những bạn xung quanh.
và thậm chí là thấy bạn này như thế nào thì mình sẽ chia sẻ hoặc là nói rồi kia ha. Đó là cái điều mà chị muốn chia sẻ với các bạn.